Cái bông này, à cái bông cúc đang trồng là chắc mưa gió hay là gì á, nó bị ngã hết trơn ha. Đang trồng bông cúc hai bên gian đường nè, cúc hoặc là bông bông gì đó mặt trời á, theo 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 cái lá thì nhận định như vậy. Có cỏ lao trong kia nữa kìa. Làm khu khu nuôi cá ở đây nè, để mình vô mình câu hay gì. À, bông súng ha. Thấy từ xa xa là thấy bông súng hiện ra đó. Súng này là súng súng hồng. Súng màu hồng, màu cánh sen á. Rồi bé giỏi lên, bé đi chụp ba tiên. Có đọt gì vậy ta? Rau chạy hả gì? Mấy giờ? 5:30. Rau chạy luộc ăn hả chị? Không thấy chị ăn ướp rau của cái công viên tái. Rau chạy không biết cây rau chạy. Ở đây nhiều cây hoa hoa dại quá. Rau chạy mình không biết cái đó. À đây ha, đây súng ha, 25 thì 500 mấy rồi 600. Dân lại chắc cái khu này là nuôi cá. Mày ra phỏng vấn, các bác trả lời phỏng vấn cho. Bác này bác trả lời phỏng vấn hay lắm. Con đang làm chương trình gì đấy? Dạ con đi tham quan thôi à chú. Ủa cái này nó tự nhiên hay là mình đào ra vậy chú? Hồ rộng lớn Tự nhiên chứ phải. Hồi xưa đào vượt lên đây này. Đào đắp bờ đây này. À đào đắp bờ đây hả? Hồi xưa là vua Hùng nó Chắc nó đào có sẵn đây. quá, nó có sẵn một nhỏ rồi đó. Ông này có nói hồi xưa là thời vua Hùng á, đào cái này Cho nên cái hồ đây mới khai khẩn khai hoang chưa có người. Đây này, bờ sông bên kia kìa. Cách đây khoảng 40 năm trước ấy, Sông đây là toàn là giống như đằng sau con này kìa. Dạ. Nha, à. lau lách rồi là đủ các thứ, rắn rết, rùa rết, cua kiếp, nó đúng rồi đấy. Không Mà ra đây là chưa có đường. Dạ. Đấy, sau này ấy, biết về Gò Vấp chưa? Công sau này thì nó mới từ từ nó phát triển lên từ cái cầu tre ở cái cầu chính bây giờ ấy, mắc bằng hai cây gỗ. Thế sau đó ấy, là nhà nước có quyết định xây dựng cái khu này là khu công viên, Dạ. thì quy hoạch lại những cái hồ vớ vẩn thì lấp đi, À. rồi là những ao cá của dân ấy thì đền bù xong ấy, mất giải Bác tỏa. giải ra Thế bây giờ là được cái khuôn viên như thế này. giao cho Gò Vấp, mấy chục năm nên trả đâu vào đâu, bây giờ ta giao cho giao thông vận tải, giao thông À. vận tải nó đang làm này Dạ. đấy, phát Rồi. triển đến bây giờ. Còn đâu khi mà trước ấy là đây là chiến khu giữa, là nơi tranh chấp giữa mình với lại địch, bên kia là ta này, bên này là địch này, đường khác đấy, gần như đường Dạ. khác đấy, cây À. vô cùng vào Anh đấy, Vũ Đông căn cứ địa này. căn cứ địa là bên kia, Dạ. bên này là Quân quân quyền. của Việt Nam Cộng Hòa À. đấy. Thế ban ngày ban tối rồi đánh nhau là cứ phải đi vượt sông sang bên này À. vậy thôi. Đến năm 75 mà đánh đánh tùm lum vào trong này thì những cái chỗ góc đường kia là nó diệt cộng sản cũng hơi bị nhiều đấy. Dạ. Đốt ở chỗ ấy hả? Đốt ở chỗ cái thằng chỗ góc xong lúc trước mấy khu vực này thằng là đang oanh ngồi tạc đây tự do này, oanh tạc tự do hả? Nó giết tha hồ hết thả cộng bom sản, con nghe chưa, Dạ. đây là cái mổ của bom này vẫn còn đây này, đến nhân thể ông hô này thắng là nó lính xe đào tăng luôn. thì ông cứ sống À. sót
vậy ông đó, đã chôn ông nửa người xuống cái chỗ cái đài liệt sĩ rồi, ông ngoi cổ lên được, bây giờ may ông về đây ông ngồi. Đại tá xe tăng. Giờ dòm lại quan cảnh này nhớ nhớ lắm mà chưa. Nộp có 50-60 triệu mà không chịu nộp. Như bây giờ mới là đại tá, đáng nhẽ là ông tướng. Mà ông là tướng, ông bao giờ ông ngồi với đây cái cánh này đâu. Mặt ông vinh lên ông đi. Thôi may bây giờ ông là đại tá nên ông ngồi. Bây giờ chiều chiều ra đây ngắm hồ nói chuyện với mấy bạn thời lứa vậy là thôi là quá rồi, quá quá sướng rồi. Kinh lắm chứ đại tá sẽ thoải mái đúng không? Không có kiện cáo gì hết đúng không? Khanh gọi là vùng đất trắng đấy, toàn đại tá cả. Đây là đại tá văn phòng. Tổng tướng. Ông đại tá. Đây là đại tá xe tăng, đây là đại tá văn phòng. Còn kia là đại tá huấn luyện. Còn đại tá cả. Còn mỗi hai cái ông này với tôi là dân thường. Là tướng đây mẹ, lão rồi. Ông không ra. Lão tướng và lão toàn là vua bác người khác nhỉ. Đấy, có mỗi ông này là tướng thôi. Chịu khó bỏ ra 40-50 triệu thì bây giờ là ông không thèm ngồi đây với chúng tôi. Tiền cầm bậy nốt mẹ ông lại giờ. Cắn này công nhận không? Cắn bộ đầm. Cứ bỏ 50-60 triệu làm gì? Ai biết được làm gì? Dân không được chấp. Dân không được chấp. Chấp đầm này với dân. À thế à? Ớ, đồng chí cán bộ này được ấy. Không. Dân chí cái thấp. Quá trời, đi xuống lạc xuống cái khu này thấy quá trời hay, rộng rãi thoáng mát, đất rộng ơi là rộng luôn. Bờ sông hết cả cái dọc bờ sông này luôn. Nói chung là từ quốc lộ 1 xã lộ Đại Hàn nó rồi. Thế là bên này là vùng vành đai trắng. Mẹ đây là không khối xưa nhưng mà lúc mà nó đào chẳng thấy xương người. Đây này toàn lau sậy các thứ hổ báo đây. Đấy một em máy. Chỗ trường ấy, chỗ trường chỗ với cái chỗ trong nghĩa trang thôi. Đại sĩ cái chết nhiều rồi. Mẹ nó co vào cái chỗ cây xăng bây giờ ấy, nó quay cái chỗ trường cách. Đấy nó đốt mẹ thiêu luôn này đấy nhỉ. Lúc cái anh có chứng kiến anh có làm không? Không dám ra. Không có chép mà nên ra nó thấy thì nó bắt được, khi mấy cái xác mà để mấy ngày thì thối như xe rồi phải chở đi đâu đâu mấy đây vào chỗ kia ông ấy đào bóng nhà rồi rửa nó xuống ấy. Đây chỗ nhà ông Mộc ấy, nhất là cái chỗ khu đài này sẽ nhiều lắm. Lính xe tăng chết đấy nhiều lắm. Hôm có cái băng bà tìm một liệt sĩ, một liệt sĩ vào nhà ông Ba Tôn, đồng đội của ông Ba Tôn thu được cái băng đấy hay lắm. Chỉ có cộng sản là ông cứu về hồi nó còn tâm lý chiến đi, thế cho nên là thằng Nguyễn nó có khi nằm ở dưới. Ờ thế ông không xem cái băng nhá? Không xem. Hả? Xem băng gì? Cái băng bà tìm hai cốt mà mấy ông lính xe tăng. Mẹ tôi ở đấy từ đầu đến đuôi cầm máy quay đúng đi, quay từ đầu đến đuôi toàn phép lắc, toàn phép lắc, mẹ bày đặt nhảy nhảy như ma. Đúng rồi, mẹ thân nó tiện từng tiện từng như con ma cầu bông nhỉ. Xong là gì rồi cũng phỏng vấn được viết, nó nhặt được cái cục gỗ mà nó mục xong nó đen đi, nó lấy lên nó bảo cục xương nó cho vào cái mút xốp. Điên nhất là cái thằng kia nó đi nó nhảy lên nó thứ ba. Mẹ tìm ra cái thằng này nó như thằng khủng. Mẹ cái thằng hóa thì cứ vác bay đi thì mẹ về làm bộ phim mẹ thằng giờ hơi. Cái chỗ đấy anh phải biết nó là cái ao rồi mà, làm gì còn cái gì đấy nữa. Không có gì cả. Bà... Bác Lê không nhận không? Bà Thành đây này, nó cho bà Thành một cái đĩa. Xong bà Thành đưa tôi xem. Thằng hóa làm nha làm. Tôi bảo đấy. Mà toàn những bố láo, nếu láo tôi lại đưa giả bà toàn chuyện giá mình không có mặt ở đấy thì tin đấy. Mà mình có mặt từ đầu chứ chỉ đó bác đang kể tôi với mấy người lên phòng mày thấy thơ được không? Thấy thơ rồi. Thơ mà thì không thấy ai, em đọc không à? Đâu nhiều người đọc chứ. Mẹ mày thấy nó bình luận đầy nên chết không được. Nó thơ bài thơ.
Đấy, có thằng Phú đấy, cái gì đấy. Đây là cái chuyện bia. À? Không phải bia. Này, thằng kia bên Mỹ về đấy. Thằng này nó bảo gì? Là ở đó. Đấy, đến với Đào. Cái hội thơ đi. Lên chung là nó xấu. Nó đang mời đi. Nó cho 20 thằng. Đào. Đào đến hơn 2 mét đấy. Chả có cái gì. Đi Bạc Liêu thì... Đi Quảng Linh đi. Vậy sao mà đào lên có đầy đủ như đông như biết. Đào đông ra thơ thì đi đông. Tôi mới được mấy người đã lên trung đoàn 26 xin người về để đào cho rồi lên phòng lao động thương binh xã hội quận xin phép cho nó đào. Không mua công người nghề mẹ tôi tham gia từ đầu đến cuối cho đến khi nào lên được thấy gì cả không nó thỉnh thoảng nó thấy một cục gỗ mục đen nó bỏ trong nó bỏ xương nó bỏ xương kêu cố nội này đáo nếu toàn bịa tật không tiếc này suốt ngày bay này tăng thơ trên trang nào vậy chú? Thế con ở trang nào? Con biết trang nào? Con thì con hay đọc thơ hả? Thơ hay là tin tức? Thơ thì chỉ thơ thần. Không được rồi, cứ thơ thần đấy. Không biết nó đang hỏi thơ nào thì ta phải hỏi cho nó là trang thơ niềm tin. Niềm tin chấm cơm. Hả? Niềm tin chấm cơm hả chứ? Không cần, con cứ mở trang thơ niềm tin cái con tham gia một cái thế nào nó xét một lúc. À. Thế là nó kết nạp con vào. Như vào đấy nên con có thể xem thơ được, con đọc thơ được, không cần thôi, phải làm. Đi. À. Gần 6 giờ. Là chú đăng bài hay là nó viết luôn trên mạng trang chủ. Đi đi. Rồi xuống đây bố mày cho xem. Dạ. À, xem tác phẩm của bố luôn nhá. Dạ. Trong đó có tác phẩm của bố đây này. Ta mới đăng nhưng mà mới có mấy phút mà bao nhiêu bình luận này. Này là fanpage ha. Trang fanpage Facebook. Đây con mở chữ trang thơ niềm tin nha. Để ta xem ở đây nên ngồi vào với TV cho đến lúc đi ngủ. 9 giờ. 9 rưỡi. Nói là không ăn uống nhỉ? Tên nó chậm. Hả? Không ăn uống nhỉ? Vừa ăn vừa xem. Ăn được chưa rồi? Trang này, con đánh chị Trang này. Dạ. Nè nè, nè nè nó ra đây chứ. Niềm tin. Dạ. Rồi đây nha. Trang thơ niềm tin có dấu. Trong đây nha. Dạ. Ừ, không cần. Đấy con cứ đánh trang thơ là nó ra. Tối ăn thế. Đấy. Thơ niềm tin đấy. Đây này, thí dụ bố mày vừa đăng đây này. Cái bài này của bố nhá. Tin Ben. Ben à rồi. Tin Ben. Không cần biết bố mày là. Tin. Bố mày phải tin nó với máu chứ. Đây là hai cái thằng này. Hai thằng này là hai ông nhà thơ là 70 tuổi nhá. Bạn dạ. Chú thì chú gọi ông thằng nhưng mày đừng có dài gọi ông thằng không vớ được bánh đấy. Chết luôn. Nhá. Ta đọc cho mày nghe. Từ nhỏ không thấy mặt nhau, mới gặp lần đầu nay đã thành quen. Như vậy ai nói mới quen cùng chung sở thích vài fan trên phầy mở ngoặc là Facebook. Yeah. Cái vầy nó mới ăn dây đơn. Vầy nó không ăn dây đơn, con hiểu không? Rồi, chú tin quá rồi đó. Hôm nay mình gặp nhau đây, trao nhau địa chỉ hẹn ngày tái lai. Đấy, thất thập cũng sắp tới nơi, đều chung tuổi bước vào đời như nhau, thi phú vốn liếng như nhau. Mình trao đổi nhé. Con vắt không? Bắt đầu từ nay là hai thằng đang. Phải con vắt không? Con gì chân kìa? À con vắt nó cắn con rồi, yên. Chết mẹ rồi con ơi, yên lặng yên lặng yên đúng rồi. Cầm vứt ra. Ê đạp chết nó đi không để nó. Thôi được rồi. Nó có cái máu rồi. Nó bò đây nó bò đây nữa. Thôi đừng nó cắn cho mọi người. Đừng mà giết nó cho nó thưởng thức. Cái này là máu của con hả? Máu của con đấy. Thôi kệ nó. Cái này giống con hút máu. Con hút máu đấy. Đâu cho nào để nó nhìn thấy đâu. Để bắt hồ không bắt. Con biết nó đâu rồi. Con đưa vào đâu để cho mắt nó cắn đâu rồi. Chỗ nào? Không biết nó nữa. Ông này không bắt đi chỗ nào. Ở ngay chỗ này này. Không thấy đường tối. Vứt xuống cho cá ăn luôn. Vứt cho cá chứ. Con để mấy mốt ngồi đấy đang cắn. Ông nhìn xem nào. Không tôi chịu. Không để ngồi đấy cắn. Mày tránh ra xem nào. Đi chắc đi con chen qua bên
Nãy chắc đi bon chen bên cỏ bên đó rồi quá. Cánh là cỏ. À, cỏ nó đi vô rồi. Không hay luôn, trời ơi. Mấy cái con hút máu đó. Ở đây nó còn con vắt, gọi là con vắt. Con vắt à. Con ngày xưa con kêu là con hút máu. Con này nó mà cắn một lúc nữa nó tiêu phình. Con này quê đâu vậy? Cháu quê đâu vậy? Con ở Tiền Giang, không phải Sài Gòn. Tiền Giang à? Tiền Giang, Gò Công, Gò thị xã, con thị xã, con chưa, con chưa phải chợ gạo con đi xuống nữa. Ngày xưa ở Tân Bình. Tân Bình thành Sài Gòn hả chú? Con ở dưới Tiền Giang. Tiền Giang hả? Tiền Giang. À, rồi chú chuyển lên lâu chưa? Con là đi học, con lên đây luôn từ hồi. À, con làm rồi, làm coi như là từ hồi học xong tới đây năm 2000 là lên đây luôn rồi đó. Nhưng mà chưa tới khu này. Khu này là bữa nay lạc loài. Nay con đi có một mình à. Ô trời ơi, sao con dám xuống đây mình được bắt cóc chết mẹ luôn. Mù lắm mà. Thấy rộng rãi hay ho quá, nhào vô luôn. Đúng. Cái con hồi nãy nó gấp ra mà không biết nó đi đâu rồi. Nó chảy máu nè, nó cắn chút xíu mà nó đút mình luôn á. Nó đang xì lì luôn. Chỗ nào không vứt ở chỗ nào? Đấy, chỗ đấy đấy. Dục lẹ quá không thấy. Tao ghét nó quá, tao phải dục nó đi luôn. Nó cứ nhiễu ra ha. Okay, nó đang chân đập đập hơi ra. Con đi về, con về không? Khoan để con xức dầu cho nó một cái. Để nó chảy máu hoài. Ở đây một mình con là người ta bắt nạt đấy. Bắt